Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Cựu chiến binh công ty lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, công ty Than Nam Mẫu đã tổ chức gắn biển công trình cầu vận tải vật tư qua suối số 5 Than Thùng. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty, các đồng chí lãnh đạo đại diện các tổ chức đảng đoàn thể, các đồng chí trưởng phòng, chủ tịch câu lạc bộ quản đốc, câu lạc bộ trưởng phòng và các đồng chí trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh công ty. Công trình cầu vận tải vật tư qua suối số 5 Than Thùng là công trình có ý nghĩa thiết thực, giúp cải thiện điều kiện đi lại làm việc, tăng năng suất lao động, giảm cung đường vận chuyển vật tư cũng như di chuyển làm việc hàng ca của người lao động. Công trình được khởi công vào ngày 6 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2022. Với kết cấu chính của cầu bao gồm móng đỡ cầu là dạng móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính 1,5m, chiều sâu lỗ khoan cọc nhồi là 12m. Mố cầu bê tông cốt thép kích thước dài 9m, rộng 2m và sâu 3,4m. Kết cấu phần cầu bằng thép dài 25m, chiều rộng thân cầu 4,8m. Hành lang dành cho người đi bộ hai bên cầu rộng 1,2m. Cầu vận chuyển vật tư sau khi thi công xong đi vào hoạt động sẽ phục vụ đắc lực cho công tác vận chuyển vật tư vật liệu và việc đi lại của cán bộ công nhân viên từ mặt bằng kho gỗ, khu vực sửa chữa giá khung sang mặt bằng cửa giếng và ngược lại. Đồng thời, cải thiện đáng kể điều kiện môi trường làm việc, sức lao động cho cán bộ công nhân viên. Giảm tối đa công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, vật tư bằng ô tô qua hai mặt bằng, tiết kiệm chi phí vật tư, nhân công thực hiện, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị di chuyển mùa mưa bão. Cũng tại buổi lễ, Giám đốc công ty đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Hội Cựu chiến binh công ty vì đã có đóng góp thiết thực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị trong thời gian qua.